Thưa quý vị, mục đích của các nước phương Tây khi áp giá trần dầu Nga là để hạn chế nguồn tài chính của Nga cho chiến dịch quân sự tại Ukraine. Song quyết định này có thể ảnh hưởng tới kinh tế của chính họ. Theo chuyên gia, việc áp trần đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga sẽ mang đến những tác động tiêu cực cho các quốc gia châu Âu, dẫn đến giá dầu quốc tế và khu vực tăng mạnh. Hiện các sản phẩm dầu tinh chế của Nga được vận chuyển bằng đường biển, chính thức có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 vừa qua. Theo thông cáo của Ủy ban châu Âu EC, mức giá trần đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga đã được các nước EU và nhóm G7 và Australia nhất trí áp dụng. Trong tuyên bố phát đi ngày 2 tháng 2, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cho biết việc áp giá trần nhằm tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga. Theo đó, mức giá trần đối với các sản phẩm đắt tiền hơn như là dầu diesel và xăng là 100 đô la Mỹ một thùng, còn đối với các sản phẩm giảm giá như dầu nhiên liệu là 45 đô la Mỹ một thùng. Việc áp giá trần mới nhất này cho thấy EU đang tiến thêm một bước trong việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga. Vì khí đốt chủ yếu được sử dụng để phát điện, sưởi ấm và sản xuất công nghiệp, nên động thái này cũng mang đến rủi ro do giá khí đốt đã tăng vọt kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 khi lượng khí đốt từ Nga giảm xuống. Bà Su Kinh Hua, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Á-Âu thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc áp trần giá đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga sẽ mang đến những tác động tiêu cực cho các quốc gia châu Âu và dẫn đến giá dầu quốc tế và khu vực tăng mạnh. Bà Su nhấn mạnh rằng, việc áp giá trần sẽ làm trầm trọng hơn của khủng hoảng năng lượng và làm chi phí sinh hoạt ở châu Âu tăng lên cũng như cản trở hoạt động của cơ chế thị trường. Bà dẫn chứng trong năm qua, việc gián đoạn nguồn cung dầu Nga cho thị trường toàn cầu đã đẩy giá năng lượng và lạm phát tăng cao, khiến sức mua của người tiêu dùng giảm sút. Động thái này cũng sẽ dẫn đến một loạt biện pháp đối phó mới từ Nga, do đó có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực và làm rối loạn thị trường năng lượng. Cuối tuần trước, Nga cũng đã cảnh báo về sự mất cân bằng hơn nữa trên thị trường năng lượng toàn cầu. Người phát ngôn điện Kremlin, Peskov cho biết Nga đang thực hiện các biện pháp bảo vệ lợi ích của mình trước những rủi ro liên quan. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, bà Vandana Hari, người sáng lập một công ty phân tích về thị trường năng lượng toàn cầu, có trụ sở tại Singapore, bày tỏ hoài nghi về cơ chế giá trần này và cho rằng cơ chế giá trần này là không hợp lý. Bà cho rằng dầu của Nga sẽ tìm được đường vào các thị trường mà khách hàng không chuộng dầu có chiết khấu cao. Mặt khác, châu Âu sẽ tìm được các nhà cung cấp năng lượng mới và đa dạng hóa cơ cấu năng lượng của mình. Các nước châu Âu đã trải qua biến động giá năng lượng trong những tháng mùa hè. Trở lại thời điểm tháng 6 năm ngoái, bộ trưởng kinh tế Đức, Robert Habeck cảnh báo rằng nếu khủng hoảng tiếp diễn, các ngành công nghiệp sẽ phải đóng cửa thảm khốc, dẫn đến thất nghiệp hàng loạt. Trong khi đó, chi phí năng lượng cao đẩy lạm phát tăng vọt, khiến cuộc sống của người dân trở nên khó khăn hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương, Bộ trưởng Kinh tế Đức cho rằng sẽ có nhiều người bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu khí đốt và giá cao khi chi phí dần chuyển sang người tiêu dùng. Đức chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng năng lượng do phụ thuộc nhiều và xuất khẩu năng lượng từ Nga. Nước này quyết định ngay từ giữa năm 2024 sẽ thay thế tất cả năng lượng nhập khẩu từ Nga. Các nước châu Âu khác cũng đang tìm cách đối phó với giá năng lượng tăng cao và lạm phát tăng vọt. Tại Pháp, một số lò phản ứng hạt nhân chính đã được bảo trì vào năm ngoái khi châu Âu phải vật lộn để đối phó với việc cắt giảm nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga được sử dụng trong sản xuất điện. Ở Hy Lạp, lạm phát đã tăng vọt lên hơn 8% vào tháng 12 năm ngoái. Giá gỗ ở Hy Lạp đã tăng mạnh do nhu cầu đốt củi để sưởi ấm tăng cao. Những người khai thác gỗ ở Hy Lạp cho biết họ đã cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về gỗ. Đây được coi là lựa chọn hợp lý hơn để người dân sưởi ấm ngôi nhà của mình trong bối cảnh giá xăng dầu và khí đốt tăng. Theo Bruegel, một tổ chức nghiên cứu độc lập về châu Âu có trụ sở tại Bruxelles, chuyên cung cấp các phân tích cho các nhà hoạch định chính sách ở EU. Sự cân bằng cung cầu trên thị trường năng lượng đã đẩy giá năng lượng ở châu Âu tăng cao, đặc biệt là đối với khí đốt tự nhiên từ tháng 12 năm ngoái, các nước châu Âu đã cấm mua và nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, đồng thời áp dụng mức giá trần 60 đô la Mỹ một thùng cho dầu thô vận chuyển bằng đường biển và dầu mỏ của Nga.